chị sao ngồi ở đây vậy? Chị này sao mặt mày xanh lè tái mét vậy? À, bé này bán vé số rồi đói bụng quá, bị xỉu dưới đường. Anh mới giúp đỡ. Trời, anh coi cái mặt chị kìa. Ây da, chết rồi! Ây da! Em gái ơi. Ôi, em bị sao vậy? Em ơi có sao không? Em bị sao xỉu ngang vậy? Em mệt quá à. Chắc sáng giờ em đi bán ngoài nắng cho nên em bị say nắng. Thôi được rồi. Em muốn đợi miếng nước đi. Em cảm ơn anh nha. Đợi anh chút. Nè, em lau mặt cho tỉnh đi. Cảm ơn anh. Em thấy trong người sao rồi? Ổn không? Có cần đưa đi bệnh viện không? Em không sao, chắc bị say nắng thôi. Với lại sáng giờ em chưa có ăn gì hết nên em đói bụng. Nè, sẵn có ổ bánh mì nè, em lấy em ăn đổi đói đi. Anh đúng là người tốt mà, em cảm ơn anh nhiều nha. Ăn đi đừng ngại. Bé, ăn từ từ thôi, nhanh quá mắc nghẹn á. Mà anh hỏi nè, em ở nhà ở đâu, gần đây không, đi bán vé số lủi thủi con mình tội nghiệp vậy? Dạ, tại nhà em khó khăn lắm. Mẹ em thì đang bệnh, còn em thì đang đi học nữa. Cho nên em mới đi bán vé số kiếm tiền. Sáng giờ chưa bán được tờ nào hết. Chắc là đói bụng quá cho nên em mới xỉu. Cũng may là có anh, em cảm ơn anh nha. Không sao đâu, mai mốt mình nhớ nha, cứ đi bán thì ăn uống đầy đủ đi em. Chứ mà để gì sức khỏe không có đâu bán á. Nè, uống miếng nước đi, chị mất nghẹn á. Mày vé số còn nhiều không? Đây anh mua giúp vài tờ cho. Thầy hả anh? Em cảm ơn anh nha. Rồi 15 tờ ha. Anh cho em 50 luôn, khỏi thói. Hai anh chị sao ngồi ở đây vậy? Chị này sao mặt mày xanh lè tái mét vậy? À, bé này bán vé số rồi đói bụng quá, bị xỉu dưới đường. Anh mới giúp đỡ. Trời, anh coi cái mặt chị kìa. Ây da, chết rồi! Ây da!